Thưa quý vị, với mục tiêu sạch đẹp hơn, an toàn hơn, văn minh lịch sự hơn, cuộc vận động Ba Hơn do Quận ủy Hải Châu phát động đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng thời gian qua. Hưởng ứng phong trào này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường Bắc cũng đã có nhiều cách làm thiết thực, thu hút nhiều hội viên tham gia. Từ những bình xà phòng, chai lọ nhựa không còn sử dụng, chị Ngô Thị Thúy, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu đã khéo léo tái chế thành những chậu trồng hoa, trồng cây như thế này. Chị Thúy còn tận dụng những can nhựa lớn để làm những chậu hoa treo hay những chậu hoa đặt trước cổng nhà. Hưởng ứng cuộc vận động Ba Hơn do Quận ủy Hải Châu phát động, cách làm của chị Thúy hướng đến mục tiêu nói không với rác thải nhựa. Chị em có tái tạo từ cái rác thải nhựa là sẽ dùng làm những cái bình hoa, làm trồng những cái bình hoa để treo ở dọc tuyến đường và trưng ở trong nhà, tạo cho cái môi trường rất là đẹp. Còn đây là giỏ thu bin được đặt tại các quầy tạp hóa, buôn bán nhỏ trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc. Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, các hội viên phụ nữ tích cực tuyên truyền người dân không vứt bin cũ gây hại đến môi trường. Các chị đã để sẵn các giỏ để tập kết bin cũ từ các hộ gia đình, sau đó cứ một tuần lại đi thu gom một đợt và bàn giao cho các đơn vị xử lý. Mô hình Ba Hơn của quận Hải Châu thì tôi thấy là một cái mô hình rất là có nhiều cái ưu điểm, từ đó là nâng cao được ý thức của mỗi người dân, cũng như là họ ý thức hơn trong cái việc bảo vệ môi trường. Trước đây thì chúng tôi cũng đã vận động chị em thu gom bao ni lông để đổi hạt giống cây trồng, cây hoa, rau tại nhà. Năm nay thì hưởng ứng của vận động này, chúng tôi tiếp tục chị em thực hiện cái hoạt động này và để công tác tuyên truyền này đến tận từng hộ gia đình, mỗi thành viên gia đình để biết, thì chúng tôi thông qua cái logo của vận động Ba Hơn để gửi đến từng gia đình. Hưởng ứng cuộc vận động Ba Hơn theo phương châm sạch từ nhà ra ngoài phố, các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc ý thức được vai trò trách nhiệm của bản thân với cộng đồng.